Sáng ngày 6 tháng 5, Trung tâm Y tế huyện Bình tổ chức ra mắt đơn vị đột quỵ não. Đây là đơn vị đột quỵ thứ tư được triển khai trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 người bị đột quỵ não. Tỷ lệ này có xu hướng ngày càng gia tăng. Tai biến mạch máu não là nguyên nhân tử vong đứng thứ ba sau bệnh ung thư và tim mạch, đứng hàng thứ nhất trong các bệnh về thần kinh. Vì vậy, sau đột quỵ não, người bệnh cần đến cơ sở điều trị, xử trí cấp cứu đột quỵ não càng sớm càng tốt. Những bệnh nhân đột quỵ sẽ được chẩn đoán nhanh, chính xác, giảm tỷ lệ tử vong và tàn phế. Đơn vị đột quỵ não được triển khai tại Trung tâm Y tế Yên Bình là yêu cầu cấp thiết, góp phần thực hiện tốt chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện và lân cận.